Rồi, chào 500 em YouTube đến với content Cua Niễu Vlog. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe mà quen thuộc và được nhiều anh em sở hữu. Đây là Quay RS 110. Thì bữa giờ Tây có làm rất là nhiều xe chung một bài là về cái xe này nè. Là bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quát luôn. Thì mấy bữa là do công việc bên tìm nó hơi bận, hơi lô bu nên mình không có làm được những clip tổng quan cho anh em coi. Thì hôm nay là một buổi chiều mình cũng rảnh, mình sẽ review về một cái xe Quay S. Các bạn có thể thấy em trai có thể quay từ đầu đuôi cái xe này cho mọi người cùng coi là về cái xe này. Các bạn có thể thấy là nó rất là cũ và rất là nát, thấy không? Cái xe này đúng là một cái xe chạy tiền nè. Và cái xe này là đến từ vùng đất nắng và gió Phan Rang, Cà Ná. Và xe này luôn là ở Cà Ná, là xứ biển. Cho nên cái xe này dàn áo bể, xe xét, tất cả mọi thứ. Nhưng mà có được cái phục XS nè, ham ti lớn 14 đàng hoàng, gớ gớm không? Là cái xe này là dùng để chở cơm, chở cá, chở đồ đó. Cho nên là dàn chân đồ có thể xét nè. Đó, dàn chân xét rất là nhiều, tất cả ghét chân đồ hư. Rồi dàn áo là do là cái này đi là tung nè, tung té bể nè, bể dàn áo nè. Đó, dàn áo tung té bể rất là nặng. Và bây giờ ví dụ như một cái xe giày vô thì mình sẽ làm cái gì? À thì giờ một cái xe giày vô là em trai này muốn làm là 54 và làm lại dàn chân cho nó chắc chắn, cho dàn hoài là không có đụng vô gì hết. Và ví dụ nếu anh em nào đang sở hữu một cái xe cũ như vậy, vô kêu anh Tây có thay dàn áo có thay gì, anh Tây cũng không có thay. Bởi vì cái xe mình nó cũ quá, mình thay vô nó không đều mà nó tốn tiền. Mình nên tập trung vô mình làm phần máy và làm cổ phụ chắn ba nhông sinh dĩ, bố thắng trước sau, làm chống đứng, chống nghiêng, cao su, các chân đồ đó. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho anh em về xe này. Thì bây giờ đầu tiên á, mình sẽ làm là chẻ máy ép dên. Chẻ máy thay tay lên, không có ép dên nha, chẻ máy thay tay dên luôn. Và mình nâng cấp lên 54 và mình lên IC, bình xăng, bô cho cái xe này. Và bây giờ là mình sẽ giới thiệu với anh em là xe Quay S 110 dùng đất nắng gió Cà Ná, Phan Rang. Đó, thì bây giờ mình sẽ chẻ ra, mình chẻ phần máy ra, mình sẽ giới thiệu đồ đạc mình đi cho cái xe này. Và ví dụ một cái xe cũ như vậy, nếu mà các bạn đang sở hữu một cái xe Quay S cũ như vậy, đặt trường hợp vô mình đang sở hữu một xe Quay S cũ như vậy thì mình nên làm gì? Đó, mình sẽ nói cụ thể vô trong cái xe này luôn. Và xe này là đang Quay S thắng dĩ luôn, thì mình sẽ nên làm cái gì? Dàn áo tay xe xong đụng vô nha. Và chủ xe nó cũng nói là anh Tây cứ làm cái xe đi cho thiệt ngon, đầm máy mạnh là được. Đó, xe này biển số là 85V5-6213. Đó, gặp xe này về bữa gặp xe này ở quê là né ra nha. Chào mọi người. Rồi, chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình chẻ cái xe Quay S110 này ra rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ kiểm đồ cho anh em cùng coi. Và mình nói luôn về cái quan điểm của mình. Thì bây giờ là cái xe này mình sẽ nói chậm rãi, rõ ràng, từng cái một. Làm tới đâu mình sẽ nói về cái đó. Thì bây giờ đầu tiên một cái xe này vô, à cái xe này thì sử dụng bao nhiêu năm? Một cái xe Quay S này ít nhất thì cũng 7-8 năm tuổi thọ rồi. Và tùy theo chủ xe đi ít hay đi nhiều, ít nhất người ta cũng chạy trên là 100.000 cây hoặc là 7-80.000 cây một cái xe, đúng không? Thì bây giờ nếu mà để một cái máy gì làm đầu lòng nồi 54 không thì có thể nó sẽ dễ phát sinh ra vấn đề là ré dên hoặc là bị lột tay dên. Hoặc là đi một thời gian mình mới vừa làm 54 xong á, à thì nó sẽ bị kêu, đúng không? Cho nên là trách nhiệm là ai, trách nhiệm cũng phải thuộc về người thợ. Thì những cái xe quay này nè, nó còn đỡ lột tay dên hơn là những cái xe quay RSX FI mới bây giờ. Ví dụ như là cái xe quay màu xám đâu rồi? Ủa, xe quay màu xám làm 52 nào chạy đi rồi? Giống như mấy cái xe quay đầu lòng vuông á, hai lỗ ốc á, mới bây giờ nó cũng rất là dễ lột tay dên. Còn cái xe này nè là đồ nó bền hơn nhiều. Thì bây giờ ví dụ một cái xe mình đi rất là lâu như vậy, 7-8 năm hơn, à thì khi mà muốn nâng cấp lên cấu hình 54 á thì mình nên làm cái gì? Thì mình nên chỉ ra mình ép dơ, mình thay full mặt đạn máy luôn đi. Các bạn có thể thấy phần lốc máy nè, đúng không? Rất là cũ rồi và phần mặt đạn vậy nó rất là xấu. Thì mình muốn tốt và mình muốn ngon thì mình nên chỉ ra mình thay full mặt đạn máy luôn. Và mình thay cái tay dơn này, mình thay tay dơn chứ phải mình ép dơn ha. Đó, ví dụ những cái xe này nè, những cái xe quay RSX này á rất là dễ lột tay dơn đó. Rồi thì bây giờ đây là cái dơn trên xe, cây dơn trên xe đó. Và đây là phần bộ nồi, phần bộ nồi đồ còn rất là ngon. Và tại sao ngon? Bởi vì những cái này là đồ anh Tây làm nè, thấy không? Nồi zin, nồi zin cực kỳ bền, chạy một năm trời rồi bào bấy bá luôn, bào đi từ Phan Rang vô Cà Ná, chạy một ngày là trên cả 80-90 cây mà vẫn rất là ngon. Và thấy cái bố zin không,
bây giờ các bạn mới hiểu là được là cái sự lợi hại của bố Vinh chưa. Bởi vì cũ cái xe này đang đi cái nồi anh tay làm mà, đó bạc đèn này cũ nè mình nên thay, rồi xăng cộ nè, bình Senta, xe này có sẵn bình Senta đó, thì cái bình Senta này, bình Senta đó, coi xăng cộ canh nè rất là chuẩn và đẹp ha. Vậy thì cái xe nó mới chạy nhẹ chạy mạnh được đó. Và bây giờ bắt đầu mình kiểm tới bộ số, bây giờ mình kiểm tới bộ số của nó đó, mình coi số nào dập thì bắt đầu mình sẽ thay nguyên bộ số luôn. Mình coi thử số dập hoặc cốt bằng số được làm sao đó. Rồi nồi new đợt này á là mình sẽ nâng cấp lên một cái phiên bản mới của xe này, và mình nâng cấp lên là một cái phiên bản mà 54 đi tour ngon mẫu mới cho anh em. Bởi vì xe này cũ á là có làm 52 rồi, nhưng mà nó nghe anh Tây nói là đợt này mẫu 54 mới có một cái bài mới rất là ngon nhẹ nhàng, cho nên là nó gửi vô nó kêu anh chị máy làm 54 cho em luôn đó. Và bây giờ là mình kiểm đồ xong cho anh em rồi đúng không, là bây giờ bắt đầu mình tiến hành là mình rửa hết đồ này, mình thay những phụ tùng mới vô và mình nâng cấp lên cấu thành 54 cho một cái chiếc xe Vinh chưa làm bất cứ gì hết đó. Thì giá tiền sẽ bao nhiêu, làm những gì, đi đồ gì, như thế nào, cho mọi người cùng xem. Rồi chào mọi người nha. Rồi chào 500 anh em YouTuber. Thì đây là đồ của xe quay S110 em trai đến từ Cà Ná, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Thì bây giờ một cái xe 54 khi mà chạy lâu năm bắt đầu sẽ tiến hành làm 54 luôn, thì sẽ chuẩn bị những đồ gì thì tốt nhất cái xe này nó chạy 7 mấy 8 mấy ngàn cây hơn rồi. Thì tốt nhất là mình luôn chạy máy và mình thay tay dơn, chứ không phải là mình ép dơn đâu. Mình thay một cái tay dơn mới KFM mới đó, mình thay một cái tay dơn và mình thay cặp bạc đạn dơn Nhật, bạc đạn máy là mình sẽ thay full bạc đạn máy mới. Tiếp đến số mình sẽ kiểm tra những cái con nhông số nào hư, những cái bộ số nào hư mình sẽ thay cho cái xe này, để anh chi vô đạp số trả số nó nhẹ nhàng. Rồi nãy nó không có bị sượng số, bởi vì sao, cái dòng xe quay S110 này và quay những cái xe quay đầu lòng vuông á, nó hay có hiện tượng là 1/2 nó khó, và cái hiện tượng đó em không nhận khắc phục nha, em nói trước là em cũng không nhận khắc phục. Thì bây giờ bởi vì sao nó khó, các bạn có thể coi con em số của nó nè, là nó bị khuyết cái phần này luôn đó, cho nên là 1/2 hoặc là 2/3 đa số những cái này nó sẽ khó và nó bị hư cái này, thì mình nên gỡ nó ra và mình thay lại thì nó phải bằng vậy đó. Ví dụ như nó bằng vậy là nó mới không bị hư nè. Đây cái đầu này nó bị khuyết nè và đầu này nó không khuyết nè, các bạn có thể so sánh là mình thay con heo số mình thay. Rồi tiếp đến là sân cam, mình phải thay sân cam mới. Nồi á thì đợt này á, em trai vô á, thì mình cũng nói trước là mình sẽ tặng cho nó một bộ bốn nồi đấu, bấm là bay bốn là đi, do em trai ủng hộ mình cũng một lần rồi và mến, tại vì người ta ở xa gửi lên nữa, cho nên là mình mến thì mình tặng em trai một bộ nồi lò này. Và thực sự ngày hôm nay là em trai gửi vô làm 54 là nó nghe có mẫu 54 mới đi ra đuôi rồi tốt lắm thì nó mới gửi vô đó. Thì bây giờ phần nồi xong, phần nồi thì bố là mình vẫn đi bố Vinh rồi, như bình thường anh em vẫn đi bố Vinh đó. Rồi tiếp đến là phần lồng, lồng thì mình sẽ có sẵn một cái lồng 54 sẵn rất là mới, đẹp trai, sạch sẽ, gọn gàng, và mẫu 54 mình sử dụng thì 54 đầu bằng, không đi đầu cao. Tiếp đến đó, đầu á là mình sử dụng một cái đầu đi số bắp CNC đó, là bằng miệng công nghệ ra miệng chứ không phải là sấy số bắp, cho nên đi rất là êm và không có bị xì số bắp sản, đi bền. Và lò xo nồi đợt này sẽ sử dụng một bộ lò xo nồi mới, lò xo đầu cũng vậy, lò xo đầu sẽ sử dụng một cặp lò xo đầu mới. Rồi tiếp đến đó, đây là bạc đạn cam, bạc đạn máy luôn nè, đó là bạc đạn LTN mình nói mình sẽ thay vô cho xe này. Tiếp đó nó mẫu mới là gì, mẫu mới đây thì chỉ là cái cam mới thôi, cái cam đợt này mình sử dụng cái cam mẫu mới, nó thích hợp cho chạy đường trường. Và thật sự đối với xe này nó sẽ phù hợp, bởi vì xe này em trai là đi từ Phan Rang Tháp Chàm đi vô Cà Ná thì nó tầm khoảng quãng đường là 50 đến 60 cây một ngày, là một vòng đi ra và đi về 50 đến 60 cây nữa, thì nó sẽ có một cái đoạn thẳng rất là đẹp để em trai ra em trai chạy rất là đã. Thì mình sẽ sử dụng mẫu cam mới này
đó. Mẫu cam này là mẫu cam 9,5 ly, đút vô là bị khùng luôn, cứ tập trung nghe tao nói là khùng luôn đó. Thằng nào mà không biết cứ nghe tao nói là khùng hết. Và ron này là mình có bán sẵn một cái ron 54, không có cần móc phét gì lên hết. Ron này là lút and lay, bỏ vô cái lòng 54 là nó vừa luôn. Đây nè, vừa xé bịch nè, vừa xé bịch ra là bỏ vô nè là nó ngay luôn, chứ không phải cần móc miếng ron hay gì nó xấu đó. Thì bộ 54 này bữa mình cũng có bán cho một em trai ở Hà Nội về, là em trai đút vô là lấy xe, không dám nói mạnh nhưng mà tròn dễ chơi. Rồi IC đợt này hết IC BT, mình sẽ sử dụng IC sát, nâng cấp phiên bản mới lên luôn cho nó luôn. Xe IC sát này thì lửa cũng dịu nhẹ lắm, chạy đã. Rồi bây giờ chào mọi người, mình đáp lên là này về phần máy, còn về phần diện chân đâu nữa thì mình sẽ làm gì là mình sẽ nói hết cho anh em coi trong cái clip này luôn, để mà anh em tham khảo là một cái xe cũ nên làm gì và không nên làm gì. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì giờ đây là xe rim xe quay S110 làm 54 dân Vinh, chỉ máy thay tay dân, đến từ Phan Rang đó. Xe đang nổ siêu êm nha, đó đang nổ luôn nè con nè, là xe nổ đó, cực kỳ êm ái. Em trai có thể quay sơ qua cho khán giả coi một phần cái xe này, khi mà làm xong cho tới giờ cái xe vẫn không thay đổi hình dáng không à, nó như vậy đó. Nó chỉ khác là nó có thêm cái nắp đầu bò BRT và nó có thêm một cái lồng mới. Đầu đó thì mình lấy đầu trên xe mình làm 54 luôn, và xe này mình làm mẫu mới. Thì nếu mà không thay đổi gì vô mình làm gì, mình rút bánh ra, mình đi rút căm lại, mình thay bố thắng trước sau, đóng tăng bua, làm bố thắng, thay nhông sinh dĩa để cho cái dàn chân nó ổn định hơn, và mình làm cổ phục mình làm lại, để làm chi khi mà nó chạy cái đường cà ná nó chạy dài, nó không bị đánh tay lái vậy nè đó. Và giờ mình sẽ áp xét cái này vô cho anh em nghe, cái máy đang nổ đó, đang nổ luôn, nẹt tiếp nè đó, cho các bạn coi cái sự êm ái của xe này. Một cái xe 54 mình làm mạnh, không dám nói mạnh nhưng mà sẽ đảm bảo độ êm, độ đi bền và đi xa cho chủ xe. Và cái xe này mình canh dừng hơi mềm chút ra, nó có thể không lanh bằng những cái xe của anh em trong Sài Gòn, nhưng mà cái xe này ở xa thì phải bắt buộc canh dừng hơi mềm, và chủ xe đi rất là nhiều. Cái đoạn đường nó đi từ Phan Rang vô Cà Ná rất là xa. Mình khi mà mình làm một cái xe, mình phải hiểu được là thằng chủ xe này nó chạy như thế nào, nó đi như thế nào, cách thức nó làm sao. Em trai qua anh đây có thể quay cái nắp đầu bò bên đây nè, để cho anh em cùng coi cái nắp đầu bò. Nó nói là gắn nắp đầu bò BT này vô cho nó ngon. Thì cái nhược điểm nắp đầu bò BT này khi gắn vô, hoặc là bất cứ xe đầu lòng vuông nào cũng vậy, không gắn nắp BT cũng vậy, nó dễ chảy keo lắm. Đó, nó dễ chảy keo cái này. Xe này mình canh cò lại chưa? Xe này là từ bữa ráp tới giờ là chưa canh cò luôn, nổ vẫn im ru rù. Lòng này mình có sẵn lòng mới, mình đổi cái đầu này mình cũng đổi cho nó nè. Mình nâng cấp phiên bản lên cái đầu bò đi cam một lỗ cho nó luôn. Đi cam một lỗ thì mới sử dụng được cái mẫu cam mới, rất là ngon. Đó. Và xe này giờ canh chỉnh xong xuôi rồi, cần thắng cần đồ gác chân đồ bẻ lại cho nó hết chưa? Lát nữa xuống này bẻ lại một cái nữa, để cho cần thắng đồ nó ngon lành. Bô này là móc bô im á, êm ái cực kỳ. Vậy là cái xong cái xe quay S110 cho em trai Phan Rang làm 54, cấu hình 54 rất là tròn trịa và ngon lành, dễ chạy. Bình xăng cũng gọn gàng, nhìn cũng không biết bình xăng độ hay gì. Khi mà ra đường mà gặp cái xe tàn nát vậy mà đụng vô nó khiều nó là cũng hơi mệt á. Quay S54 này ra đấu cơm lắm á, bình nhỏ bu im bình hạnh đó. Rồi bây giờ là mình chào 500 em YouTube, mình sẽ tiến hành mình ráp hết cái xe này và ra bà cầu gửi xe về cho nó. Rồi chào mọi người nghe. Rồi chào 500 em YouTube, em Tây Cung Niễn đây, em chào mọi người. Thì hôm nay là ngày lấy xe quay ở Cà Ná làm 54 giờ lại là sao là cái xe này bữa em làm 54 nè, đúng không? Đó thì em làm 54, em chạy kỹ cả một tuần lễ rồi, em ra em chạy 100 mấy, em thử cổ đồ có rung hay không đều không bị bất cứ gì. Nhưng mà hôm nay là mới vừa gửi về một ngày một là bắt đầu xe hư, chủ xe mới gửi xe vô lại cho em. Và thực sự là cái vấn đề này là em không hề muốn. Và nếu mà em ẩu á, em làm xe mà em không đi kỹ, em không chạy kỹ á, em gửi giờ liền á, chắc em cũng được.
Còn bây giờ cái vấn đề này là em làm xong nè, đúng không? Em đi kỹ một tuần lễ rồi không bị gì, nó về nó cũng chạy được một ngày rồi, rất là ngon, không bị gì hết. Mà bây giờ là vô là xe hư là không bao giờ mà ai muốn cái chuyện đó đó. Cô ba em đi lên trên là luôn anh nãy vậy. Bây giờ em làm cái xe á, em đâu nó muốn nó hư đâu đúng không? Ví dụ nó hư giờ đường xá đang kẹt xe đông đúc vậy nè, rồi chủ xe người ta em đi đang làm em cũng đi đẩy cái xe về nữa, nó cũng mệt nữa, là cái này em phải chạy ra ngoài chành xe á, nó gửi xe vô em rồi bắt đầu em đẩy cái xe về, em ra em lấy rồi bắt đầu em phải đẩy xe về lại, bởi vì cái xe nó chạy không có được. Thì cái này là mình nói đây là sao để cho những cái anh em á mà YouTube hoặc là có làm xe mình phải hiểu là ví dụ anh em ở trong Sài Gòn rất là dễ, ví dụ anh em hư bất cứ ở đâu, ví dụ anh em sửa xe tay anh em còn ở Sài Gòn, anh em ở dưới Long An cái gì rồi anh em cứ đẩy lên, hoặc là những cái vùng lân cận Thủ Đức cái gì anh em cứ đẩy lên, mình làm hết mình. Còn ví dụ ở ngoài quê nè, người ta ở ngoài quê mà người ta còn tự biết cái chuyện là bây giờ xe hư thì người ta tự kiếm xe, người ta gửi vô cho em. Thật sự là em trai rất biết chơi và rất là nhiệt tình nha, nó nói em về em chạy ngon đã lắm, mà sao tự nhiên đang đi cái nó mất hơi à, mà đúng thì cái xe mất hơi, thì ngày mai mình sẽ gỡ ra mình coi thử tại sao cái xe này mất hơi đó. Và bây giờ là em đang đẩy cái xe về giữa đường xá Sài Gòn, kẹt xe rất là đông đúc, và khi mà làm một cái xe không ai, em nói thiệt là em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, đúng không? Bởi vì em đi rất là kỹ. Ý em muốn nói là sao, khi mà làm một cái xe bất cứ trục trặc, mình mong anh em hiểu là tay rất muốn là cái xe làm cho anh em ngon, bởi vì làm cho anh em ngon á thì anh em giờ anh em chạy đã, anh em chạy đã thì anh em giới thiệu người này người kia cho em. Còn ví dụ em cũng mát lòng mát dạ nữa. Còn ví dụ mà rồi chào 500 em Vube, đây là quay S110 đến từ Gành Á làm 54, mới giao về một ngày thì bây giờ bị gì mà gửi vô lại. Giờ mình nói rõ quan điểm mình luôn, tay làm tay không sợ quê. Những cái clip mà anh em coi của tay đều rất là chân thực. Ví dụ như tay người ta sao tay không biết chứ, mà ví dụ có thể nhiều người ta giấu khúc này luôn à, nhưng mà tay sẽ cái xe này á gửi về thì chạy là nó bị cong số bắp. Mặc dù trong đây mình chạy rất là nhiều, mình chạy cũng rất là kỹ, mình chạy lên 101, 102 lận không bị gì hết, nhưng mà mới gửi về có ngày thôi thì chạy bị lấp số bắp đó và bị cong luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình thay hai số bắp mới, và mình không tính bất cứ chi phí nào về xe này hết. Và xăng cổ ở đây cũng rất là đẹp và rất là chuẩn đó, mình quay cho mọi người coi luôn. Thì bây giờ khi mà làm ra một chiếc xe á, bất cứ chuyện xui rủi như ngày hôm nay đều không ai muốn. Nhưng mà ví dụ như khi mà bị vậy á, mình chỉ cần gì à, mình cần là chủ xe có hiểu hay không hiểu cho mình thôi. Và thật sự rất là mến em trai này, bởi vì nó bị nó vẫn vui vẻ và bình thường lắm, không gì hết. Hư là gửi vô lại cho anh Tây làm, bao nhiêu tính tiền em đó. Nhưng mà mình nói thẳng luôn là anh Tây không có tính tiền à, gửi vô là anh Tây chịu hết đó. Chỉ có trường hợp tiền gửi xe đồ á thì em chịu cho anh Tây, còn tiền làm đồ hoặc là công anh Tây đổ xăng canh chỉnh đồ lại, tất cả mọi thứ anh Tây đều không lấy tiền, giống như là người chịu ít. Bởi vì thật sự chuyện xui rủi thì không ai muốn đó. Và cái này á là giờ mình sẽ làm lại và mình thay hai số bắp mới lại cho em trai luôn đó. Thì để mục đích của clip này chi, mục đích clip này là để những cái bạn nào mà ở gần Sài Gòn nè, bạn hiểu. Ví dụ như là khi mà làm ra một cái xe, các bạn giao cho xe mà các bạn nếu mà có trục trặc nào á, các bạn cứ chạy qua tiệm hoặc là đẩy qua tiệm hoặc là nhờ xe ba gác á chở qua tiệm, tay sẽ khắc phục hết mọi sự cố đó nếu mà những cái xe làm trục trặc á. Còn những cái xe nào mà cứ chạy qua được hay gì đó, ví dụ như à nó hơi kêu chút hay nó hơi chảy nhớt chút hay nó hơi chảy sang chút, thì mình cứ chạy lên anh tây sẽ làm hết khả năng của anh Tây để cho các bạn có một cái xe ưng ý nhất. Các bạn đừng ngại gì hết về cái vấn đề đó, các bạn hiểu không? Bởi vì cái xe mình canh chỉnh tới luôn nhiều lần á thì xe mình nó càng ngon hơn chứ không có gì hết. Rồi chào 500 em YouTube, mình tiến hành mình làm xe này nha.